Phi ơi. Hello cả nhà. Chưa nào ăn trưa? Ăn trưa với rau, rau xanh mát. Với món kinh điển. Cả nhà biết gì không? Đây nè chồng. Tôm chua. Tôm chua nha. Lâu không ăn món tôm chua thấy nhớ. Em giới thiệu cái menu trưa nay đi. Menu trưa nay là ăn thịt luộc với rau xanh. Nhưng mà kèm theo những cái gia vị mà mình cảm thấy thích đó là kim chi, ớt sừng, củ cải đường và tương Hàn Quốc. Thịt luộc quan trọng nhất là thịt luộc. Ăn về không lên cơm mới lạ. Tôm chua cái này quan trọng nhất mới thích gia vị. Và một rổ rau em nè. Nước đá mè. Rau thơm, rau quế, rau mơ. Menu trưa nay hơi bị hấp dẫn nha. Cơm trộn. Rồi, giờ mình cuốn nha. Rồi. Mình cuốn nha. Ôi, vẫn cuốn mà bánh. Cuốn bằng này luôn. Cuốn bằng lá nè. Bây giờ mẹ bắt đầu cuốn nè. Cuốn cho anh Blumen của mẹ. Một cái lớn. Một cái cuốn nha. Đây là rau. Rồi, cho thịt vào. Su cuốn đi con. Dạ. Hai chợ xíu. Hai miếng thịt đi. Chờ con đi. Rồi, tôm chua. Cái mà ngon nhất để cho hai đi con. Thêm một quả dưa leo. Thôi. Ở dưa leo có để ngoài đi. Giờ cho miếng kim chi. Chưa su đi ra đi. Chút xíu mẹ mở cho. Rồi, thì mẹ cuộn lại nha. Kích thích lắm này. Rồi. Này gói lại chứ không cuộn được rồi. Cắm một miếng tương. Rồi, mời cả nhà nha. Nào. Đây. Giờ rồi. 1 2 3 4 ớt tương nhạt. Của anh Blumen ăn. Blumen nó để vô phim. Cái này mất cay. Con cuốn đi. Nó như đẹp nè. À món này chủ yếu là mình ăn rau. Thịt chỉ là phụ thôi. Xong rồi mấy cái bị nè. Đây giờ bị nè ăn thêm nè. Củ cái đường này cả nhà. Cái thích nhất là gì không? Tôm chua. Tôm chua là để không? Cái chua mặn cái cây. Thơm cái vị của tỏi, của riềng, của xả ớt nè. Cái chua nóng được. Rau xanh. À món này phải dùng tay. Nó hơi khô chút. Mà ngon. Cái ớt vàng rồi, chút xíu chấm tương, ớt này ăn giòn như vậy, miếng cơm nha. Đồ ăn Blumen ăn mà ăn Blumen thôi, để quay phim không anh. Mình có thể chấm cái này nào với nước mắm chua cũng được nữa. Mà hôm nay nhà có tương thôi, ăn chấm với tương. Chấm với tương cũng ngon. Sụt cuốn cho con. Thử một con tôm chua hoàn toàn. Mặn. Nó mặn mà nó chua. Mình mua làm sẵn rồi ăn thôi, vừa ăn rồi. Ba nào muốn ăn ngọt thì ăn theo kiểu miền Nam, nếu mới ngọt thì cho thêm xíu đường. Vậy vừa
đá mè. Tận hưởng cuộc sống giải nhiệt mùa hè. Ngon quá. Ngon cái này hả? Ngon chỉ liêu vào đây. Canh tôm của chị Sissi. Canh rau, canh tôm với rau, không gì quên, rau bó xôi của bạn Sissi. Thì bảo Sissi ăn canh tôm với rau bó xôi nhưng mà mẹ tự ngủ nha con vừa. Ngọt lắm. Rồi cho Sissi cuộn đó. Thử miếng ớt nha. Để mình cuộn cho anh lu men một cuốn nha. Con thử. Con ăn đi. Đây, anh men quay gần nè, lu men quay gần vào nè. Mình cuộn cho anh một cuốn nha. Rau thơm nè. Nhiều loại rau lắm cả nhà ơi. Rau húng lủi nè. Rau diếp cá nè. Rau diếp cá này nè, có bạn không ăn được. Có bạn nó có mùi nhưng mà mình thấy ăn ngon mà. Tùy theo khẩu vị mỗi người, mình thấy cái mùi này cũng dễ chịu. Mà nghe nói là rau diếp cá là một vị thuốc á, thuốc mát. Bây giờ nó bị cuốn vào nhau rồi. Rồi anh lu men phải cho 2 miếng thịt, phải cho thịt mỡ. Ô chiêu chiêu, cho anh ấy cuốn chiêu chiêu, trời ơi xỉu luôn. Anh lu men đây cho một con tôm chua nè, cho 2 con tôm chua luôn. Sau đây mình sẽ lấy miếng tương cho vào đi. Nói lại cho anh ủng cái đi. Anh ăn kim chi không? Anh ăn kim chi không? Ăn không? Rồi, hấp dẫn không cả nhà? Cái này cuộn lại thôi chứ không có cách nào gói được đấy. Em ăn đi chút rồi. Vì sao vô miệng hết được ta? Em ăn đi chút rồi. Em ăn hả? Anh mới ngại ngùng. Mời cả nhà nha. Hết pin rồi. Hết pin. Thêm ớt vào một chút gia vị. Nó không cay, ăn rất là giòn. Người nãy mình thấy ớt sừng trâu. Con em ăn 2-3 cái là no. Em chưa ăn rau xanh mát. Rau diếp cao. Miếng cạch. Cà rốt. Cà rốt đi. Xu này giờ nó có ăn không ta? Có. Ừ. Thôi rồi thì các bạn xu quay đó. Bạn xu cuộn đó. Trong miếng cơm vào để có tinh bột. Có cái kim chi này chắc chắn vô cùng ăn đỡ nha. Ngon ngán mà ngon. Ông mà cách nào là sao mình thấy biết mình thích ăn kim chi vậy? Người khác chúng tôi không. Cả nhà miếng nữa nha. Làm clip vui chơi của anh Roman ăn mà nó thèm ăn đi. Nhìn đi mỏng mù. Thích quá, thật đó nè. Sết mỡ. Mềm á, ăn ngọt. Ngon. Không quá thôi nhà. Hôm nào cả nhà làm ăn thử. Không thích chấm với tương thì cả nhà chấm với nước mắm chanh tỏi ớt. Ngon. Món tặng loại ớt. Đỉnh nhất là cái này. Em thích nhất con tép này. Em thích nhất là con tép này. Cái chua, cái cay, mặn mặn. Cuộn vào lá rau. Kinh điển không? Được. Bữa trưa ngon lắm. Ngon quá.
mình ăn, còn anh Blue Man đang quay. Nào về làm ăn thử nha. Bye bye. Nó sẽ chỉ rất là dễ làm. Bye bye.